sống có bao lâu mà cứ ganh đua nhau hoài, bốn trên lề danh được chi. Cuộc đời sống có bao lâu mà cứ gieo bao sầu đau, để khi nằm xuống có đem được gì theo. Trong đời ai cũng đều buồn phiền, xin đừng hơn thua với nhau. Trong đời ai cũng yêu thật lòng, dù có lúc đầm dành. Bóng tối phía sau tiếng cười, ánh sáng xóa tan niềm đau, giữ lấy trái tim mỗi người để chúng ta là đại gia đình. Chúng ta là đại gia đình. Bóng tối phía sau tiếng cười. Bóng tối phía tôi để đến nơi cũng danh mà Hiền. Hiền cho tôi xuống đây cũng được mà. Vậy chứ bây giờ anh Phong về bằng gì? Không sao đâu, tôi về taxi. Mai tôi nhờ đứa em chở tới công ty cũng được mà. Hiền đừng lo. Không được đâu, tôi để em chở anh về công ty. Trễ thì đằng nào cũng trễ rồi. Không, Hiền cứ đi đi, công việc gấp mà, tôi về được. Hồi đó đó, Hiền dừng đi. Cảm ơn Hiền nghe. Chào chị. Chào anh. Anh Nguyên còn có ở trên đó không anh? Dạ, anh Nguyên đến đây từ sớm nhưng mà vừa đi về rồi. Vậy là anh mới vừa về hả? Dạ, mới vừa về thôi chị. Dạ xin phép, em chào chị. Cảm ơn anh. Thank you.
Có bạn anh đến nhà tìm từ nãy giờ. Được rồi, em lên nhà đi. Dạ, chào anh. Chào anh. Ông là... Tôi là Nam Phú. À, tôi cũng đoán như vậy. Mời anh ngồi. Ừ. Ông về Việt Nam cũng gần một tuần rồi, mà bây giờ ông mới gặp tôi à? Tính ra hơi trễ đó. Tôi có một số công việc riêng. À, mà cơ ngơi của ông cũng ấm cúng quá. Ông đang chọc quê tôi đó hả? Như vậy có đáng gì đâu. Sao, về đây ông thấy thế nào? Cũng tốt. Ừ, vậy là tốt rồi. Nói chung là cuộc sống ở đây không cao cấp, không có nhộn nhịp được như chỗ của ông. Nhưng được có một cái là ở đây nó yên bình lắm. Tôi thích yên bình. Vậy là ông hợp với tôi đó. Thật ra thì tôi rất là thích cái gì mà yên bình và tĩnh lặng lắm. Bây giờ ông đang ở đâu vậy? Phải báo cáo luôn cả chỗ ở à? Không. Nghe nói là lần đầu tiên ông về Việt Nam sau 20 năm. Chỉ sợ là ông không ổn định được nổi chỗ ở thôi. Còn tôi thì nhà hàng khách sạn ở cái đất Sài Gòn này tôi rành lắm. Tôi tự lo được mà. Sao? Tôi thấy hình như là thông tin của tôi không được chính xác lắm. Thông tin gì? Thì sau 20 năm không về Việt Nam mà tiếng Việt của ông sành sỏi như vậy. Trước đây tôi cũng đã từng làm ăn với người Việt ở nước ngoài. Ông không thấy phiền về việc đó chứ? Đâu có. Tốt mà. Làm việc mà hiểu nhau như vậy thì cũng tốt thôi. Ok. Chúc mừng cho sự hợp tác của chúng ta. Ok. Thưa ba, con mong ba suy nghĩ lại về việc giải tán công ty. Không, không suy nghĩ gì nữa hết. Giải tán công ty càng sớm càng tốt. Như vậy đó, ba thấy ba nhẹ cái đầu. Suốt đêm qua con không sao ngủ được. Con muốn xin ba một điều. Thì con cứ nói đi. Trước khi ba quyết định, con muốn có một số ý kiến của các cô chú, kể cả anh Nguyên. Có được không ba? Con muốn nói chuyện gì? Không có gì bất lợi cho công ty đâu ba. Con muốn làm một cái gì đó cho gia đình. Nếu ba không đồng ý cũng không sao đâu ba. Cái gì mà không được? Con cũng là con của ba, còn có quyền có ý kiến chứ. Chạy nhanh lên chút nữa đi Tư, coi chừng trễ giờ họp đây rồi người ta lại trách ba. Dạ. Vô đi. Dạ, bữa nay giám đốc tới sớm dữ ha. Còn đâu còn làm giám đốc nữa chú. Chú không quan tâm chuyện đó, mà chú không thích nhìn thấy con cứ buồn rầu rồi thoái chí như vậy đâu. Buồn quá rồi, mới có mấy ngày mà công ty đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Mất chức thì cũng có sao đâu. Rồi ba con cũng phải chịu thua, phục chức cho con mấy hồi. Đâu còn ai ngoài con có thể gánh vác công ty này. Ba con triệu tập cuộc họp ban giám đốc, nhất định sẽ suy nghĩ lại. Chú thấy hy vọng lắm á. Con không biết, nhưng con không có lạc quan như chú đâu. Chú. Hả? Bữa nay Thiền tới công ty làm việc hả chú? Ừ. Ủa? Ngoài việc chào sản phẩm mới, anh ba có giao nhiệm vụ mới cho nó. Thu hồi số nợ của những hợp đồng còn chưa thanh toán. Tội nghiệp con nhỏ, tướng nó vậy mà bắt đi đòi nợ.
Mà chú nghĩ anh ba không chỉ có ý vậy đâu. Anh kêu thằng Phong á, có gì giúp đỡ cho con nhỏ. Thiết kế thi công với tài chính kế toán không ăn nhập gì với nhau hết á. Nhưng nhìn qua thấy hai đứa nó lúc nào cũng kè kè với nhau. Chị ba mà biết thì... mà cho thấy thằng Phong nó sao? Có hợp với nhỏ đó không? Dạ... Mà thằng Phong cũng ngộ thiệt. Chỉ cần nhìn mặt nó đứng trước con Hiền á là biết nó mê con nhỏ liền. Nhìn con người ta không có chớp mắt. Người gì đâu không có lịch sự gì hết trơn á trời à. Thôi, đi qua họp đi. Dạ chú qua trước. Lan à, mình nghỉ làm ở chỗ đó rồi. Sao vậy? Có chuyện gì hả Nga? Mình nghỉ làm ở chỗ đó rồi. Tại sao bạn xin nghỉ chỗ đó vậy? Ừ thì... Vậy bạn xin được chỗ khác chưa? Chưa. Bây giờ bạn có tính gì không? Sao bạn không xin chỗ khác? Bây giờ tìm việc không có dễ đâu. Làm ở đó nhiều việc lắm, không có thời gian ăn cơm nữa. Với lại mẹ mình cũng đang bị bệnh, mình phải ở nhà để chăm sóc mẹ nữa. Giờ bạn tính xin việc gì? Mình tính đi xin việc làm đúng với ngành nghề mình đang học. Chứ làm ở đó không đúng với ngành nghề mình học, làm cũng chán lắm. Vậy hả? Mình biết ngay mà. Mình biết là bạn muốn chuyển nghề bán thuốc giống mình hả? Thì... giống như công việc của bạn đang làm vậy đó. Chú Năm. Dạ. Chú gọi Hằng Nguyên chưa? Dạ cháu nó tới rồi anh ba. Dạ chào mọi người. Anh hai. Thưa ba. Anh ngồi đi. Thôi bây giờ chúng ta bắt đầu họp nha. Trước hết cũng như lần trước, tôi xin phép cho cháu Phú có mặt. Có ai có ý kiến gì không? Như đã hứa trong cuộc họp lần trước là tôi có quyết định quan trọng về công ty, nên mới mời toàn thể ban giám đốc đến dự. Tuy nhiên, thể theo lời yêu cầu của Năm Phú, đứa con trai thất lạc của tôi từ mười mấy năm nay, nó mới trở về gia đình và cũng muốn góp ý với ban giám đốc trước khi tôi công bố quyết định. Con nói đi. Dạ. Thưa ba. Thưa các cô chú. Thưa anh hai. Con mạo muội lên tiếng trong buổi họp này là vì con không thể không tham gia ý kiến khi mà ba con sắp sửa công bố một quyết định quan trọng. Con mới về, nhưng con đã tìm hiểu đầy đủ những vướng mắc của công ty. Con nghĩ nếu còn cứu vãn được tình thế của công ty thì tại sao không làm? Trong khi công ty đang trên đà phát triển tốt, ai cũng thấy như vậy, nhưng lại kẹt nợ ngân hàng. Có đúng như vậy không ba? Thưa các cô chú, thưa anh hai. Đúng rồi. Đồng vốn không xoay sở nổi, chứ không phải là không xoay sở kịp. Do đó mà... Xin lỗi ba. Nợ nần hiện nay của chúng ta khoảng 800 tỷ, là gần 40 triệu đô. Có đúng như vậy không chú Năm? À, đúng rồi. Nếu bây giờ chúng ta có đủ số tiền đó thì công ty có thể vượt dậy và phát triển được, đúng không? Con muốn nói gì vậy? 40 triệu đô không phải là khó xoay sở đâu ba. Hiện giờ con chỉ muốn biết, nếu đưa vào 40 triệu đô là 800 tỷ, liệu có thể cứu vãn được tình thế không? Chắc chắn công ty sẽ đứng vững. Vì không lâu lâu nữa, chúng ta sẽ thu hết nợ từ những hợp đồng cũ. Vào thời điểm này,
ba không thể xoay đâu ra số tiền đó. Phú, đây không phải là chuyện đùa đâu con. Con đừng nói những điều không tưởng. Thưa ba, con nói là phải có trách nhiệm với lời nói đó. Công ty mình sẽ có số tiền đó trong nay mai. Con nói gì vậy Phú? Ở đâu ra mình có tiền? Dạ, tiền của con. Thưa ba, đó là tiền của con. Bất động sản và tiền của con trong ngân hàng, tài sản mà ba nuôi con để lại, con sẵn sàng đưa về để cho ba sử dụng, để cứu vãn công ty. Con làm ba bất ngờ quá. Nhưng mà con đưa hết tiền về cho ba thì con có còn vốn liếng nữa không? Dạ, còn chứ ba. Ba yên tâm, chỉ cần ba đồng ý, con sẽ làm thủ tục để chuyển tiền về. Chỉ cần một hai ngày nữa chúng ta sẽ có tiền thôi ba. Cháu nói được quá ha. Phú à, cháu Phú nó đã có số tiền đó thì công ty mình có thể đứng vững được. Bây giờ tôi muốn hỏi ý kiến ban giám đốc, có ai còn ý định nghỉ việc nữa không? Nếu anh ba thấy không cần á thì em xin nghỉ việc, còn nếu thấy cần á thì em sẽ ở lại theo những yêu cầu em đã viết trong đơn. Nghĩa là sao? Ban giám đốc nên giữ y nguyên như cũ. Có nghĩa là anh ba phải phục chức cho cháu Nguyên. Vì cháu không có lỗi vì gì lớn. Vì em thấy cháu không có lỗi gì lớn. Thưa ba, con có ý kiến như vậy. Công ty đang vững vàng phát triển, con nghĩ không nên thay đổi thành phần ban lãnh đạo, vì như thế sẽ làm suy yếu lực lượng của ta. Chúng ta không thể để mất uy tín trên thương trường, nhất là làm cho công nhân hoang mang. Em cũng thấy vậy đó anh ba. Đồng vốn của mình hiện nay đã có đủ thì việc gì phải làm suy yếu thành phần ban lãnh đạo. Chương trình hoạt động của Nguyên trong thời kỳ này rất phù hợp với thực lực của công ty mình, cũng như là cái xu hướng xây dựng cơ bản chung của nước mình đó anh. Tôi thì thấy không có gì trở ngại. Bởi nếu không tin tưởng vào tài năng của Nguyên thì tôi đâu có giao hết công ty cho nó. Nhưng mà thằng Nguyên thiếu kinh nghiệm và hơi nôn nóng, nên lần này thì chắc là tôi sẽ ở gần bên con tôi hơn để giúp đỡ cho nó. Trước ban giám đốc, tôi xin tuyên bố phục hồi chức giám đốc cho cháu Nguyên. Nguyên, ba con đã mời con trở lại làm giám đốc công ty. Con nói gì đi, mọi người đang chờ ý kiến của con. Nói đi anh hai. Thưa ba, con rất biết ơn ba. Con có nhiều lầm lỗi mà ba đã tha thứ hết. Đó là điều không có gì vui mừng hơn đối với con. Nhưng mà con xin phép cho con được nói điều này. Thật sự, con không thể điều hành công ty được nữa.
Quanh, bữa nay Quanh tới đăng ký học lại hả? Dạ không có, em chỉ đi đón đứa bạn thôi. Dạ cảm ơn thầy. Giữa tôi và Quanh, gọi tiếng thầy nghe có ổn không? Giữa em với thầy, em với thầy có chuyện gì hả? Dù mọi chuyện trôi qua đã lâu, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn nhớ lại chuyện trong bệnh viện. Thầy nhớ để làm gì? Nên quên đi. Có những chuyện ở mãi trong tâm hồn người ta mà không cách nào để lui được. Quanh hiểu không? Nếu thầy đã nói vậy, em cũng nói thẳng luôn. Thầy không đáng mặt đàn ông, cũng không đáng dạy hiệp khí đạo đâu. Tôi chưa thể nói ngay bây giờ, nhưng Quanh cũng đừng trách tôi bằng những lời lẽ nặng nề như vậy. Thầy nói đúng lắm. Một ngày cũng là thầy, học trò mà trách thầy cũng không phải lẽ. Mà cũng tại em, ngay từ đầu em đã tự cho mình những đặc quyền với thầy. Có quyền cảm kích trước những lời thầy nói, có quyền giận hờn thầy. Em bậy quá. Tất cả đều do em tự nghĩ ra, rồi em tự vui buồn với chính nó. Nhưng tất cả đều sai hết. Anh yên tâm, tôi sắp xếp ngon lành cho anh mà. Loan. Dạ anh ba. Chuyện gì vậy? Lại cãi nhau với thằng Sáu Bảnh nữa hả? Dạ đâu có đâu anh ba. Anh Sáu Bảnh anh đuổi em về quê. Cái thằng này, để đó anh ba tính cho. Thôi đừng khóc nữa. Ê nè, lại biểu coi. Dạ. Dạ cậu ba. Có thấy Sáu Bảnh đâu không? Dạ ảnh đang ngồi uống cà phê ở ngoài á. Nó đâu? Ở ngoài á. Nè, ra biển nó vô gặp tôi liền. Dạ. Anh ba cho gọi em. Sao mày quậy hoài vậy Sáu? Thưa anh ba, em có làm gì đâu. Tao đang lo đám cưới cho mày. Mày đuổi con Loan về quê rồi cưới ai? Bộ nó mét với anh ba hả anh ba? Không, tao đi ngang phòng giặt đồ, thấy nó ngồi nó khóc, mắt sưng húp hết. Cả nguyên cái thao đi giặt đồ là nước mắt của nó hết á. Sao vậy Bảnh? Mày nói gì? Mày đuổi nó phải không? Em đâu có đuổi nó anh ba. Em đưa tiền cho nó, kêu nó về quê đưa cho má nó, rồi chờ em. Gì kỳ vậy? Rồi chừng nào mới tổ chức đám cưới cho nó? Em cũng định lên nói với anh ba là bỏ cái vụ đám cưới. Mày giỡn mặt với tao hả? Thiệp mời đã in xong hết rồi, tự nhiên bây giờ mày đòi dẹp đám cưới làm sao? Em biết anh ba thương em, em đâu có muốn vậy đâu anh ba. Khổ tâm lắm anh ba à. Mấy bữa rày em không có dám nằm với nó, em ngủ ở phòng bên. Mấy thằng cha thầy thuốc này xạo quá. Bệnh của em nó đâu có bớt chút nào đâu anh ba. Tại vì vụ đó đó hả? Dạ. Sao mày không nói với tao? Còn nói gì nữa. Anh mà chỉ thầy thuốc nào em cũng đi tới. Bác sĩ cho em thuốc, mỗi ngày uống 5 viên, em uống 10 viên. Trong uống, ngoài thoa, mà đâu có ăn thua gì đâu anh ba. Đêm nằm với nó,
em phải lấy cái gói dài mà ngăn lại. Xấu hổ lắm anh ba ơi. Thà là em sống một mình. Tao biết rồi. Lần này lần này đích thân tao sẽ giúp cho mày. Không được đuổi con Loan về quê, tội nghiệp nó. Bước qua thì giờ lại ngày cưới. Thôi đi anh ba, em liệt luôn rồi. Cưới xin gì nữa, làm như vậy chỉ để khổ cho nó. Không được nản. Không phải là một mình mày khổ, còn con Loan nữa, nó cũng khổ vậy. Được rồi, tao sẽ đưa mày đến ông thầy yoga. Ông này ngon lành lắm. Ổng là người Ấn, mày tráng theo ổng. Ủa, sao mặt mày bơ bơ vậy? Bộ mày hỏng tin tao nữa hả? Chính tao nè. Sao anh ba? Bộ anh ba cũng... Lúc trước thì tao cũng như mày. Nhờ ông thầy yoga đó. Thiệt hả anh ba? Nghĩa là có lúc anh ba cũng là người quân tử. Nếu biết sớm vậy, em cũng theo ông thầy yoga. Hey, được rồi. Mày đừng có la lối om sòm nữa. Truyền cái tin này ra ngoài là chết tao á. Dạ. Nghe nè, bây giờ á, mày về mày năn nỉ con Loan ở lại. Nghe không? Dạ. Rồi. Hả? Nè, nó không ở trong phòng mày đâu. Nó dưới phòng giặt đồ á. Nghe không? Tao mà nghe mày hành hạ nó nữa hả, là tao đuổi mày luôn á. Dạ. Chị thấy sao? Chứ tôi run quá. Em cũng run quá. Chắc cũng sắp tới mình rồi đó. Tôi hồi hộp quá. Kìa, cố gắng nha. Cũng hy vọng là anh đậu ha. Mà không phải một mình ảnh đâu, hy vọng bọn mình đậu hết. Chờ thử việc ở đây ha anh. Chị ngồi đi chị, ngồi đi. Dạ cảm ơn. Chị cũng đi xin việc hả? Dạ, mình chờ phỏng vấn ở trong đó ha. Run quá. Lo quá, không biết là sao đây. Chắc là tuyển khó lắm ha. Chắc vậy á. Mình nghĩ chắc không khó lắm đâu. Mời chị Lê Thị Nga. Kêu chị kìa. Giữ giùm em nha. Chị cứ để đó đi, tụi em coi giùm cho. Tự tin lên nha. Vô đó phải cố gắng tự tin lên. Vậy hả? Khó lắm á. Ừ. Hỏi gì anh? Anh ơi khó mà anh. Cũng dễ hả? Anh đó nói dễ kìa. Mà biết dễ không ta? Sao tự nhiên thấy hồi hộp quá. Tôi cũng vậy. Anh à. Dạ. Không biết mình có chờ tới đầu giờ chiều không anh ha? Chắc không qua đầu giờ chiều đâu. Ừ. Chào em. Chào chị. Em có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình được không? Dạ. Sau khi em tốt nghiệp, em làm ở IT. Do tính chất công việc ở đó không phù hợp với lại nguyện vọng của em nên em xin nghỉ. Về lương hay áp lực công việc, em có thể nói rõ hơn được không? Dạ, với em, nếu được làm đúng nghề mà mình yêu thích thì tiền lương không phải là điều quan trọng đối với em. Còn áp lực thì ở bên kia em làm ở phòng khách hàng, áp lực cũng tương đối đó chị. Ở đó em học hỏi rất nhiều, nhất là về giao tiếp. Lý do nào khiến em chọn vào công ty dược Hà Tĩnh ở bên chị? Dạ, thứ nhất là qua tìm hiểu, em được biết dược Hà Tĩnh là một công ty chuyên sản xuất các loại dược phẩm nổi tiếng mà ai cũng biết và đã từng sử dụng, như Sleep Night, Mọc Hoa Trắng, Hoa Xích Hương. Thứ hai, Hadifa hiện là một công ty có hệ thống phân phối rộng lớn khắp cả nước. Môi trường làm việc ở đó rất là chuyên nghiệp, có một hệ thống nhận diện thương hiệu rất dễ nhận biết. Em tìm hiểu những thông tin đó ở đâu vậy? Dạ, em có tìm hiểu thương hiệu của mình qua các thầy cô giáo và bạn học của em. Hiện giờ họ cũng đang làm trong ngành dược. Vậy chắc em cũng nắm bắt được thông tin những sản phẩm tốt nhất của công ty chứ? Dạ, dạ có thôi chị. Em biết chắc chắn hiện nay công ty của mình đang phân phối hơn 120 sản phẩm thuốc các loại trên toàn quốc. Sản phẩm nổi tiếng nhất
có thể nói là sleep night, cho giấc ngủ ngon, đúng không chị? Thôi được, chị cảm ơn em. Và chị cũng hy vọng là sẽ được nhận em vào làm ở công ty một người có tâm huyết như em. Dạ. Và thư ký của chị sẽ sớm có thông tin cụ thể cho em biết ha. Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Chào em. Chào chị. Anh Nguyên, mấy bên này tôi gọi điện thoại. Tính mà anh uống cà phê mà gọi hoài không được. Chắc là điện thoại để quên. Tối hôm qua tôi có việc của công ty, đi Bình Phước với cô Hiền, gần 12 giờ đêm mới về tới thành phố. Có đấu thầu được không anh? Dạ được. Cũng nhờ cô Hiền nên buổi đấu thầu á chưa bắt đầu thì đã kết thúc. Ủa, vậy kỳ vậy? Anh Nguyên biết sao không? Bà chủ công trình á, bà thương cô Hiền, cho nên bà quyết định cái rẹt. Bà quý cô Hiền nên không cho các đơn vị khác đấu thầu gì hết. Mà gần đây á, tôi làm việc chung với cô Hiền nên hiểu thêm về cổ nhiều lắm. Bình thường thì cổ vui vẻ hòa đồng, mà tới khi đi đòi nợ á thì cổ cũng dữ dằn lắm á ngang. Bây giờ không có giấu được tôi nữa nha. Nhìn ánh mắt của anh là lộ ra hết rồi. Có cần tôi mai mối gì không? Tôi không dám đâu. Tôi còn nhớ lần trước, có lần lúc mà Hưng đồn thổi chuyện của tôi với cô Hiền á, chuyện còn chưa có gì hết trơn mà anh đã tỏ thái độ gay gắt. Tôi không dám nhờ nữa đâu. Không đâu, lần này tôi đã nghĩ khác rồi. Nếu lời nói của tôi còn giá trị, tôi sẽ giúp cho anh được nhiều lắm đó. Lại chuyện gì nữa đây? Dạ, mời anh chị. Đâu có chuyện gì đâu. Tự nhiên khát nước, muốn làm vài chai, uống đi luôn nghe Viễn. Dạ. Nếu như á mà có nhiều người khách khát nước giống như là Hưng á thì quán mình buôn mai bán đắt đó. Viễn nè, có một chuyện ban đầu giống nhỏ xíu à, nhưng sau những dằn vặt trắc trở, tự nhiên mình cảm thấy nó cứ lớn dần lên. Còn bây giờ thì lớn kinh khủng, mình không thể nào khống chế được nữa. Không biết, nhưng mà tôi nghĩ đơn giản thôi. Có khi trong đầu mình nghĩ đó là những chuyện nhỏ, nhưng mà thực tế nó lớn hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Tại vì mình chủ quan nên mình suy nghĩ vậy thôi. Trời, tôi cứ tưởng cô cạn cỡ một chút nước thôi chứ, ai dè chắc cả giếng nước luôn quá. Xin lỗi nghe, tôi lớn hơn anh tới mấy tuổi lần đó, biết chưa? Tuổi tác có nhầm nhò gì? Cô thấy anh ba tôi không? Hơn 30 tuổi rồi mà gặp chuyện gì cũng cứ khơi khơi à. Ba má tôi á la ảnh hoài mà ảnh có sửa được đâu. Nhưng tính ra trong nhà tôi thấy ổng có lẽ là người trong nhất. Thì cũng đúng, trong tới mức vô tâm. Bộ có gì quán ổng hả? Thử tôi nghe đi. Người như tôi có cơ may tìm được hạnh phúc không? Nè, ông trời đó, ông công bằng lắm. Mất cái này á, ông bù cho cái khác. Nỗi đau này sẽ đền bù bằng hạnh phúc khác. Nhưng mà quan trọng nhất
là mình lúc nào cũng phải có hy vọng. Hy vọng và hy vọng. Tôi biết thế nào hai đứa cũng tới đây nên pha sẵn bình trà đó. Hơi mà chú cũng không thể nào hiểu được hết cho con đó Nguyên à. Con biết chứ, người mà con cần giải thích rõ nhất á chính là chú đó. Mọi người ai cũng hết sức thắc mắc, không hiểu sao anh lại hành động như vậy. Anh cũng không muốn như vậy. Em không nghĩ là anh không quay lại công ty. Nhưng thực tình, em chưa hiểu rõ những suy nghĩ của anh. Anh hai, không lẽ anh vẫn còn giận ba? Đâu có. Anh không muốn giận ba lâu như vậy. Nhưng anh không muốn trở lại làm giám đốc. Tại sao vậy chứ? Đã có vốn thì mình tiếp tục được chứ. Anh cứ tiếp tục làm giám đốc để điều hành công ty. Không được đâu Phú à. Anh hai, anh tính từ bỏ công ty thiệt sao? Anh đâu thể làm điều gì khác hơn được. Nếu ba rút lui, để lại toàn quyền cho anh thì sao? Anh hai, em đừng mong có chuyện đó. Chú Năm à, con với ba con mâu thuẫn trong việc điều hành công ty. Con nghĩ là nếu mà cứ tiếp tục như vậy á, nó sẽ sinh ra nhiều chuyện rắc rối khác nữa. Tình cha con sẽ sức mẻ. Nguyên à, bây giờ mình đang có vốn. Vậy thì mình phải làm, cố gắng làm cho công ty chứ. Không lẽ bây giờ mình chịu bó tay sao? Phải có giám đốc để điều hành công ty mình chứ. Chú chính là người cán đáng công việc đó. Hơ, sao được, không được đâu. Chú uyển chuyển, chú trầm tính. Chú biết cách, chú đã sống và tiếp xúc với ba con lâu rồi. Chú có kinh nghiệm, chú biết phải làm cái gì làm, cái gì không. Theo con thấy, trong công ty này bây giờ không còn ai hết, chỉ còn chú thôi à. Không được, chú nói không được là không được. Không có làm gì được. Chú đã quen với công việc, chú đã nắm hết tất cả hoạt động của công ty rồi. Chú bây giờ chỉ cần có thêm những cố vấn giỏi cho chú. Hơn nữa, chú cần những người có tâm huyết với chú. Như vậy là được. Ngoài cháu ra, chú không thấy ai hết á. Còn nhiều lắm chứ chú. Cô Yến nè, anh Phong nè, cũng là những người rất có tâm huyết với công ty. Thằng Nguyên nó không chịu làm giám đốc. Mà chú thì chú cũng không làm được đâu. Thôi, còn tính sao đó còn tính. Mọi việc như vậy, buộc phải xét lại, sắp xếp toàn diện lại. Để coi không có anh hai, với chú nữa thì sẽ ra sao. Vậy con rút lại ý kiến là đem tiền về à? Đâu có. Con trở về nước á, là vẫn nhớ công ơn sinh thành của cha mẹ. Công ty đang gặp khó khăn lớn, nhất định con có bổn phận phải tiếp một tay. Nhưng công ty phát triển theo hướng nào, hoạt động ra làm sao, đó là điều bây giờ mình phải tính đó chú Năm. Em nói vậy, chắc anh hiểu lòng em chứ? Anh hiểu chứ. Anh cũng mong là em hiểu cho anh. Chú Năm à, ngay lúc này đây con thấy mình không đủ tinh thần
để gánh lấy trách nhiệm của gia đình. Bản thân con cũng thấy xấu hổ lắm. Hôm qua Hiền tới kịp không? Người bạn đó có trách Hiền gì không? Em tới không kịp. À, mẹ em đã tính lại sổ sách rồi. Giàn khoan cọc nhồi mà anh Nguyên nhập về hồi đầu năm á, bây giờ đã khấu trừ được 40% rồi. Nhưng mà thực tế mình chỉ thu được là 5% thôi. Nợ tồn đọng còn nhiều quá. Nghe Hiền kể chuyện chạy giám đốc Bảo Hưng, tôi tức muốn ứa gan. Nợ người ta không trả mà còn nói trên đầu trên cổ người ta nữa. Anh Nguyên mà anh biết chuyện này á, chắc anh tức dữ trời à. Anh Nguyên thực ra anh nghĩ là giúp đỡ người khác, nhưng mà gặp những người không có đàng hoàng. Mà bữa đó tôi mới thấy nghe, Hiền cũng dữ lắm. Cô không sợ hả? Em không sợ. Em chỉ sợ khi mình làm điều sai trái thôi. Còn chuyện này mình đúng mà. Hiền mà cũng có làm chuyện sai trái hả? Cũng có chứ. Nhiều khi chuyện mình làm khiến cho nhiều người khác buồn lòng. Xuống có đem được gì theo? Trong đời ai cũng đều buồn phiền, xin đừng hận thù với nhau. Trong đời ai cũng yêu thật lòng, dù có lúc đành dành.